chương hai trước kia tuấn và điệp không quen nhau tuy viết bài cho một tờ tuần báo tuấn ở bạch mai điệp ở ngũ xã cạnh hồ trúc bạch vậy mà bây giờ hai người lại ở chung nhau một căn gác phố hàng rồng cây cớ đưa dắt một người đầu hà nội với một người cuối hà nội đến họp nhau ở giữa hà nội ấy thật là ngẫu nhiên một đêm mùa đông rét lạ lùng rét ghê gớm rét rũ rượi rét tưởng chừng đến chết sạch cá ở hồ hoàn kiếm đến chết cứng cả con rùa thần dám láo xược cướp mất thanh gươm báu của vua Lê Thái Tổ ngày xưa. Vậy mà Điệp vẫn còn lang thang ở bờ hồ, được cái trời không mưa, chỉ có gió không thôi. Điệp kéo cao cổ áo lên, đội thật thấp mũ xuống mà đi, đi rất chậm như đếm từng bước. Hình như chàng đương bị một chuyện gì buồn lắm, cho nên người ta, giờ này thì nằm vào giữa chăn bông, chứ tội vạ gì lại đi vào giữa gió lạnh như thế. Quả thật Điệp đương có một chuyện rất buồn nên đã hai đêm nay chàng cứ đi lang thang không tưởng đến ăn ngủ nữa mối buồn ấy vì một người con gái chao ôi ở trên thế gian này những mối buồn vì người con gái thật là nhiều có ai dám nói quả quyết rằng đời mình chưa bao giờ phải buồn vì một người con gái không nào mối tình đầu tiên của điệp là chàng yêu một người con gái học trò ở tỉnh hà đông chàng đem hết cả tuổi trẻ ra mà yêu yêu say sưa yêu tha thiết yêu đắm đuối yêu tuyệt vời nhưng chàng thấy cô ta còn trẻ dại quá không hiểu nổi tấm tình yêu mãnh liệt của chàng nên chàng đành yêu thầm kín trong năm sáu năm trời chỉ vì chàng không chịu thổ lộ mà cuộc tình duyên ấy thành ra lỡ dở người con gái ấy đi lấy chồng chàng buồn khổ mất một dạo sau chàng ra giữ mục thơ cho một tờ tuần báo thường có một thi sĩ ở sông thương gửi thơ về đăng thơ cô ta nhiều câu hay chứng tỏ ra người có tài hai người làm quen với nhau bằng thư rồi dần già, yêu nhau. Trong bốn tháng chơi, hai người cứ yêu nhau bằng thư như thế, bởi không có dịp được gặp nhau. Vì cô ta có một ông bố rất nghiêm khắc, có thể gọi là nghiêm khắc nhất trong các ông bố nghiêm khắc. Ông ta nhà nho, nứt tòng cổ, cái gì là mới thì ông ta ghét như thuốc ngứa, ghét đến cực điểm. Ông ta thấy con gái mình làm thơ đăng báo, thì quả quyết cho là con hư, làm hại thanh danh nhà ông nên ông đánh đòn cho không biết bao nhiêu trận, và cấm cửa không cho đi đâu. quên chưa giới thiệu, ông ta lại làm quan nữa, nhưng đánh thì đánh, cấm thì cấm, cô ta cũng không bỏ được cái tính thích làm thơ và thích đăng báo. Cô ta vẫn dùng hết thiên phương bách kế để được gửi lọt bài và thư cho tình nhân, xong cô ta phải đổi biệt hiệu luôn luôn cho ông bố khỏi biết. Một hôm điệp nhận được một lá thư của cô ta trong đó vỏn vẹn có mấy chữ, anh Điệp, anh phải lên ngay sông Thương đúng 8 giờ rưỡi sáng ngày Chủ nhật tới, sẽ có người đón anh ở ga, nếu không thì không có dịp nào gặp nhau nữa. Em Hồng Hương, Điệp mừng cuống lên, suốt đêm, thứ bảy chàng không dám chợp mắt, chỉ sợ ngủ quên đi, lỡ giờ tàu thì thật là oan gia. Điệp đã lên đúng giờ tàu, và đã gặp tình nhân. Hai người men bờ sông Thương về mãi miền nhà quê, cách tỉnh lỵ chừng hai cây số để tình tự cùng nhau. 4 giờ đồng hồ ở dưới dạng nhãn ven bờ sông thương ấy thật là 4 giờ sung sướng đến tuyệt phẩm. Thật 4 giờ của cõi tiên đi sen vào giờ phút dưới trần. Điệp về Hà Nội, rồi tiếp đến một trận ghen bóng ghen gió. Suốt một tháng trường cô ta không gửi cho Điệp một lá thư nào nữa. Điệp đau đớn khổ sở cơ hồ đến phát điên lên được. Nhưng trong lòng chàng cũng thầm sung sướng rằng cô ta quả thật đã yêu mình. Có yêu thì mới ghen, mới có cuộc cắt đường tình kịch liệt đến như vậy. Điệp viết 10 lá thư, nào là xin lỗi nào van lơn, nào giận hờn, nào cầu khẩn, mỗi lời là một tha thiết. Tha thiết đến nỗi cô ta nguội được cả lòng ghen, nhận được cơ hội tốt, cô ta lèn về Hà Nội tìm Điệp giữa một buổi trưa hè gắt nắng. Hồi ấy Điệp ở Mộc Hoa Trang, tại làng Hoàng Mai. Giữa Hà Nội hôm ấy lại có 4 giờ đồng hồ của thiên đường rơi xuống, 4 giờ đồng hồ của ái tình lẫn vào. Cô ta về sốc thương, điệp tiễn chân sang đến tận Bắc Ninh rồi mới trở về Hà Nội. Ai ngờ việc lẻn về Hà Nội với tình nhân đến tay ông bố. Ông bố nổi giận lôi đình, đánh cô ta một trận ra việc. Và xé hết quần áo, đập vỡ hết hòm xiềng của cô ta. Có bao nhiêu thư từ và ảnh điệp gửi cho cô ta, ông bố đốt nhẵn. Từ đấy cô ta bị giam cầm như một tên tử tù, trước ngày lên máy chém cô ta phải nhờ người viết thư cho điệp bảo chàng thế nào cũng phải mượn mối lên ngay sông thương để nói với ông bố, hỏi cô ta làm vợ. Điệp khóc ba đêm và làm theo như lời, ông bố cô đã từ chối một cách quyết liệt, vì ông ta rất ghét những quan viên nhà báo. Tuy rằng Điệp không phải là quan viên nhà báo nhưng ông ta không chịu hiểu cho như thế, ông ta cứ nhất định bảo rằng, thi sĩ cũng là nhà báo, còn một lẽ chính đáng để cho ông ta từ chối nữa là nhà Điệp nghèo, Điệp không phải là nhà con quan như thế thì không môn đăng hộ đối, không nản lòng, điệp lại mượn những người khôn khéo trong việc mối lái, và có cảm tình với ông bố ấy, lên sông thương hỏi nữa. Mãi mãi ông ta mới gượng gạo bằng lòng, vì ông ta ngờ rằng con gái mình đã thất trinh với điệp trong khi lên Hà Nội. Nhưng ông ta thách lễ ăn hỏi và lễ cưới thật nặng, đã yêu nhau thì có quên gì, song thi sĩ thì cố nhiên không phải là nhà triệu phú điệp liền lật đật đi khắp các thân bằng cố hữu ở khắp các tỉnh để tháo vát lấy số tiền về cưới vợ ba bốn tháng trời lăng xăng hết nơi này sang nơi khác mà món tiền cưới vợ vẫn chẳng trù xong đời bây giờ mấy ai là mạnh thường quân mấy ai là người phóng túng dám vui lòng cho một thằng bạn thi sĩ mượn bạc ngàn ra cưới vợ bao giờ mỗi khi điệp trở về hà nội để đi nơi khác xoay tiền lại nhận được mấy cái thư của cô ta gửi về giận dỗi trách móc đổ cho điệp cái tội phụ bạc Ừ, nếu không phụ bạc cô ta, thì cớ sao ba bốn tháng trời rồi, không mang tiền lên mà cưới, hỏi. Có lẽ trong những lúc đau khổ, những phút đợi chờ, cô ta đã quẫn cả trí thông minh, không nhớ rằng Điệp chỉ là một thi sĩ con nhà thường dân. Điệp có than một câu, em tôi bé bé làm thơ, tôi lo tiền cưới bao giờ cho xong, thế rồi một hôm Điệp trở về Hà Nội, nhận được một bức thư cuối cùng của cô ta, làm chàng đình sự đi xoay tiền cưới lại. Bức thư đại khái như sau, sông thương le, điệp thật là hết hy vọng rồi. Nếu trong tháng 8 này điệp không lên làm lễ ăn hỏi ngay thì ông cụ sẽ cho người ta ăn hỏi. Lúc ấy thì không còn hối sao cho kịp nữa. Lúc ấy Hương sẽ đi tìm điệp, hai ta sẽ kiếm một chỗ nào thật xa vắng, cùng tự tử cho xong đời. Điệp có bằng lòng cùng chết với Hương không? Hương thì Hương quả quyết chết lắm rồi. Sống thế này hiếu đã lỡ, mà tình cũng chẳng xong. Điệp tính hương còn sống để làm gì? Hồng hương, hôm Điệp xem được thư ấy, thì đã tháng 9 rồi. Thôi thế là hết, Điệp yên chí rằng ông bố cô ta đã cho người khác ăn hỏi, và yên chí đợi chờ cô ta, để đi tự tử một thể. Nhưng một tháng hai tháng rồi ba tháng cũng chẳng thấy cô ta tìm đến Điệp chẳng buồn lắm. Buồn đến chết đi được, Điệp rất phân vân, không hiểu rằng công việc nó xảy ra như thế, là mình phụ cô ta hay cô ta phụ mình từ đấy điệp liền gọi cô ta là cố nhân lại nghe tin rằng cô ta vẫn chưa lấy chồng nên ngờ rằng cô ta đã nói dối cũng như cô ta đã nói rằng thế nào cũng tìm chàng để cùng đi tự tử chàng thầm mong mỏi rằng cô ta đừng đi lấy chồng vội để một ngày kia có đủ cơ hội tốt và đủ điều kiện chàng sẽ lấy cô ta làm vợ vì quả thật chàng vẫn yêu tha thiết cô ta như thường cho nên chàng rất sợ những thứ gì có thể mang đến cho chàng cái tin cô ta đã lấy chồng nhưng đủ điều kiện và đủ cơ hội tốt đến với điệp thì thật là một sự khó trên sức tưởng tượng cho nên từ đấy chàng bắt đầu vơ vẩn như một thằng điên giữa kinh thành hà nội cái đêm mùa đông rét khiếp ấy điệp bước bước một mà đi quanh bờ hồ chính chàng cũng không biết mình đi như thế để làm gì đến chỗ có bóng sấm của nhiều cây mù u điệp dừng lại lấy bao thuốc lá toan hút chàng bực mình khi thấy bao thuốc chỉ còn là cái vỏ ngoài lúc ấy điệp thấy thèm thuốc một cách lạ tuy từ tối đến giờ chàng đã hút nhẵn một bao điệp lại đi định tâm rằng gặp ai sẽ xin một điếu đến chiếc ghế xi măng về mé sờ cầm hàng trống thì điệp gặp tuấn ngồi ở đó lúc ấy hai người chưa quen nhau tuấn cũng đội mũ dạ thấp xuống tận mặt và cũng mặc ba đờ suy kéo cao cổ lên điệp tiến đến bên cất tiếng hỏi thưa ông ông có thuốc lá làm ơn cho tôi xin một điếu tuấn ngước mắt lên thưa ông tôi cũng đương định hỏi ông câu ấy ông có việc gì mà đi khuya thế điệp trả lời tự nhiên tôi đấy à tôi đi để đếm xem chu vi hồ hoàn kiếm được bao nhiêu bước thế còn ông ông ngồi làm gì ở đây tuấn nhe răng cười tôi ngồi để cứ đoán xem mặt hồ hoàn kiếm được bao nhiêu thước vuông nếu vậy chỉ cần biết đường kính nữa thì tôi có thể trả lời giúp ông cái tính ấy tuấn đáp luôn ông quên chưa đếm từ cửa đền ngọc sơn vào đến trong đền có thể cho là đường bán kính được đấy ông ạ à? nhưng mà thôi ông hãy ngồi xuống đây nói chuyện cho vui ta hãy bỏ cái tính đo ấy đi mặt hồ hôm nay nổi sóng nhiều quá ông nhỉ điệp gật đầu ngồi xuống bên cạnh chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ giá người ngoài nghe thấy tất cho là hai người điên kể tôi và ông cũng điên thật nếu không sao giờ này lại còn ngồi ở đây điên thì chưa chắc nhưng buồn thì có lẽ đúng hơn chắc ông buồn vì tình duyên đúng thế còn ông có lẽ tôi cũng lớp tuổi ông cùng là tuổi trẻ cả mà tuổi trẻ chỉ có buồn vì tình là đáng buồn vậy đêm nay tôi và ông chúng ta sẽ kể cho nhau nghe những nỗi buồn ấy ông có vui lòng cho như thế không điệp đáp ngay còn gì hay bằng được nói chuyện tâm sự với một người đồng bệnh nhưng rời rét này hãy đi uống rượu cay đã ông có uống được rượu không vấn gật đầu nhận lời hai người dắt nhau đến một hiệu phở ở phố hàng bạc là một hiệu bán hàng suốt sáng trong lúc chờ đợi xào phở hai người mới kịp nhớ đến việc hỏi nhau tên tuổi nghề nghiệp. Khi biết nhau đều là thi sĩ thì hai người cùng cả cười, cho việc gặp gỡ ngẫu nhiên này là do lòng trời muốn vậy. Mối tình đầu tiên của Tuấn là chẳng yêu một người con gái thơ ngây ở Hà Nội. Xa lắm rồi, phải, hồi ấy đến giờ đã xa lắm rồi. Còn gì, hồi ấy cô ta mới 16 tuổi, người nhỏ thon thon, mắt một mí đen láy. Cô ta có vẻ đẹp và đông, tên cô ta là Khanh, hai người ở cạnh nhà nhau thế rồi yêu nhau. Hồi ấy Tuấn đã nổi tiếng về thơ, cô ta cũng võ vẽ biết làm thơ, nên hai người yêu nhau càng tha thiết. Nhà Tuấn có một dàn hoa ti gôn trắng, cô ta thường sang chơi hái hoa, hai người lại được dịp gần nhau. Có một buổi chiều, hai người đứng dưới giàn hoa, Tuấn vít một dây hoa trắng xuống, rồi vuốt tóc cô ta mà thở dài bảo rằng, Khanh ơi, Khanh có thấy thứ hoa này dáng nó như trái tim vỡ không? Anh chỉ sợ tình của ta cũng vỡ như hoa này mất thôi." Tuấn nói thế vì chàng nhận thấy cô ta còn thơ dại quá, chưa hiểu đến nghĩa chữ yêu đương, chưa thể biết thế nào là sự thiêm liêng của ái tình. Cô ta có thể phụ bạc mình dễ lắm, nhưng tuổi nào cô ta đã hiểu gì, hiểu sao được nỗi sinh ly tan tác như cánh hoa kia. Cho nên cười đáp, "Màu hoa trắng là chút lòng trong sạch, không bao giờ suy biến. Sao anh hay nghĩ lần thần thế?" Em em sẽ yêu anh trọn đời. Nghe câu ấy Tuấn mỉm cười, không nói gì, bỗng một ngày, Tuấn bắt buộc phải đi, đi thật xa, đi mãi ra cái bến cát nào đó. Cô ta có tiễn chân chàng, Tuấn chỉ kịp ứa nước mắt nói với cô ta, nếu em quả thật có lòng yêu thương anh thì em đợi chờ anh. Cô ta cũng khóc sướt mướt mà đáp, em sẽ yêu anh trọn đời, thế nào em cũng đợi chờ anh, rồi nhà cô ta dọn về ở Thanh Giám, một, hai, ba năm, cô ta đã lớn. Tình dục đến lúc được cắn rứt trong lòng một cô gái dậy thì, cô ta mới cảm thấy tất cả nỗi cô đơn chiếc bóng của mình. Những đêm thao thức, ôm chặt lấy gối khi nghe gió lạnh rụng xuống canh tàn, những buổi có trăng, một mình thơ thần trong vườn để trăng rơi đầy áo. Những chiều, nắng mùa thu nhạt nhạt dần dần đi trước mảnh hoa, ngang trời có một con chim bay lẻ. Đơn chiếc làm sao? những lúc ấy cô ta đã nghĩ đến việc phụ bạc người yêu hiện đương ở mãi xa xôi cái bến cát nào đó có thể nghĩ đến phụ bạc thì có thể phụ bạc lắm cô ta đã phụ bạc vào cuối mùa thu năm ấy gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều cô ta đã vội vàng theo những nàng áo đỏ sang nhà khác cô ta đi lấy chồng hình như cô sợ chăn đơn gối chiếc suốt một mùa đông ấy nữa thì chịu làm sao cô ta lấy làm lẽ một người ở ngoại ô hà nội đã nhiều tuổi nhưng chắc là nhiều tiền Đến khi Tuấn được về Hà Nội là lúc cô ta đã chán trường ông chồng luống tuổi. Cô ta có làm mấy bài thơ đăng báo để tỏ cho người tình cũ biết rằng trong khi nằm bên cạnh người chồng luống tuổi, cô ta vẫn nhớ thương đến chàng. Sở dĩ cô ta đi lấy chồng là vì sự bó buộc. Cô ta vẫn nhớ đến một mùa thu cũ, rất xa xôi, chàng có bảo cô ta rằng, hoa ti gôn dáng như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. Và hỏi chàng rằng, nếu biết cô ta đã lấy chồng thì chàng có buồn không? Thưa cô Khanh, người tình cũ của cô buồn lắm, khóc nhiều và từ đấy trở nên người thất tình, bởi vì mối tình đầu tiên đối với chàng là sâu xa. Chàng đã đem hết cả linh hồn ra mà yêu thương cô. Trong khi uống rượu tại hiệu phở Phú Hàng Bạc, Tuấn và Điệp đã lần lần kể tâm sự cho nhau nghe trong hơi men hồng. Dây thân ái giữa hai người từ đấy càng thêm khăng khít. Một tâm hồn thơ đến với một tâm hồn thơ thì họ hiểu nhau rất chóng và yêu nhau rất bền. Sau đêm hôm đó, Tuấn và Điệp liền nghĩ đến sự ở chung. Hai người mới thuê căn gác phố hàng rồng, người ta không thấy bao giờ Tuấn và Điệp rời nhau, họ thân yêu nhau, quấn quýt lấy nhau như đôi vợ chồng mới cưới. chương 3, Tuấn và Điệp đi rẽ vào ngõ trả cá, hai cái bóng đen đổ xuống mặt đường rất dài. Tuấn cười bảo Điệp kể cũng lạ thật, cả Hà Nội có một ngõ trả cá ngõ chả cá chỉ có hai hàng bán chả cá, hai hàng bán chả cá chỉ có một hàng ngon. Điệp hỏi sao không ai mở thêm ít nhà nữa, Điệp tin rằng ở Hà Nội có thêm mấy hàng chả cá nữa cũng vẫn đắt như thường. Người các nơi về Hà Nội đều tìm được chả cá mà ăn. Vì chỉ có món ăn ấy là món ăn có phong vị Việt Nam đặc biệt. Tuấn đã không hiểu sao chỉ có hai hàng này là bán được. Ấy, trước đây mấy năm, chẳng có một hiệu chả cá mở ở bờ hồ là gì sang trọng, sạch sẽ, lịch sự bằng mấy những hiệu này, vậy mà vẫn không sống được. Hình như rời đã phù hộ cho hai nhà này, được truyền từ nhập tôn hưởng về cái lợi bán chả cá. Tôi thì tôi cho chắc họ có cái bí thuật gì làm cho chả cá ngon, mà người ngoài không biết. Điệp phì cười, chúng mình rõ đến giờ hơi, biết rằng chả cá ngon, đến nỗi ông Tản Đà đã có một lần phải ca tụng nó vừa bằng văn xuôi, vừa băng văn vần trên báo, vậy thì chúng mình hãy cứ ăn cứ uống rượu cho thật quý lý với chả cá. Hai người lên đến gác hàng chả cá thì đã gặp Trần ở đấy, Trần là bạn thân của hai người, và cũng là một nhà thơ. Thơ chàng điêu luyện, cổ kính, đẹp như một bức tranh tần. Trần nhiều tuổi hơn Tuấn và Điệp, da chàng đen nên mỗi khi chàng cười, để lộ hai hàm răng trắng ra, có người đã gọi nghiệm cười ấy là một cái chớp ngoáng. Trần có một con chó bông trắng đi đâu chàng cũng cho nó đi theo. Trần thấy hai người thì reo lên, "Trời ơi, hai chàng, bàn nãy tôi đến đằng nhà tìm hai chàng thì hai chàng đã đi rồi." Điệp hỏi Trần, "Định cho đi ăn trà cá phải không?" "Đúng, chiều hôm nay sao tôi tự nhiên thấy buồn lạ, có những buổi chiều thường làm cho người ta buồn, tôi liền nghĩ đến đi uống rượu. Lại thêm gió lạnh nhiều quá, thành ra cái hứng đi uống rượu càng tăng. Tôi định đến rủ các anh, vì không khổ gì bằng phải uống rượu một mình." tuấn nói đùa vậy ra không phải vì quý chúng tôi mà vì anh không muốn uống rượu một mình nên anh mới đến rủ chúng tôi trần cười vì cả đôi các anh phải hiểu rằng tại sao tôi chỉ tìm đến các anh mà không tìm người khác chúng ta còn thiếu gì người quen phải không các anh điệp đáp chính thế người quen chúng mình thì rất nhiều chứ bạn chúng mình thì rất ít mà ở đời có hiểu thật nhau thì hãy nên chơi thân với nhau tôi còn nhớ có một lần đi uống nước chanh với một người quen chỉ vì mình mải nghĩ đến một người con gái mà không đáp lại lời mời quấy đường của người ta. Người ta vội cho ngay là mình khinh người và phao lên là bần tiện, cho nên từ đó tôi rất sợ phải gần những người không quen thân. Người bồi đã mang trà cá lên, Trần vừa rót rượu ra ba cốc vừa nói, "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng mình thật là có duyên với nhau quá. Nào, hôm nay thì phải uống cho thật say." Tuấn cũng nói, "Hôm nay thì phải uống cho thật say." Điệp nhấp một hơi rồi để chén xuống bàn, nói với Trần: Sáng hôm nay chúng tôi vừa làm một việc khá gọi là phi thường. Trần hỏi luôn: Việc gì? Việc gì mà lại có thể gọi là phi thường? Điệp liền kể: Sáng nay hai chúng tôi đi chơi, đến chỗ bán hoa phố Tràng Tiền, thấy hoa ti gôn đẹp liền mua, rồi trông nhau mà cười, không biết mua để làm gì. Ở nhà thì không có bình cắm hoa, muốn đem tặng một người đàn bà con gái nào đó thì nghĩ ra cả hai đứa đều không có một người tình nhân hoặc một bà bạn gái nào để tặng hoa cả. Nhân có chuyến xe điện chạy xuống Bạch Mai, chúng tôi liền xuống Bạch Mai. Điệp dừng lại chỗ này, để Trần phải hỏi, tôi chưa hiểu các ngài đem hoa xuống Bạch Mai để làm gì. Tuấn đố Trần, đố biết, bố ai mà biết được, Điệp nhắm một hơi rượu, khề khà gấp một gấp chả và các thứ gia vị vào bát rồi mới thong thả kể tiếp, chúng tôi xuống ngã tư Trung Hiền rồi xuống nghĩa địa PT chúng tôi tìm một cái mộ người con gái chết non. Trần hỏi, không phải là người quen với các anh, nếu là người quen thì còn nói chuyện gì? Rồi sao nữa? Chúng tôi đã tìm đến một cái mộ, có tấm bia khắc chữ, Vương thị Hoàng Lan chi mộ. 17 tuổi, mất ngày 14 tháng 1 năm mậu dần. Chúng tôi đặt bó hoa lên trên mộ, thắp hết một thẻ hương rồi về. Tuấn gật gù, Vương thị Hoàng Lan cái tên đẹp đấy chứ anh trần nhỉ tên đẹp thế chắc là người phải đẹp lắm trần phá ra cười không biết người có đẹp không chứ các anh thì quyết là những thằng điên điệp nghiêm trang hỏi lại anh bảo chúng tôi điên không không đời nào có chúng tôi khổ sở vì con gái nhiều rồi thì có những người khổ sở nhiều vì con gái cũng có thế gọi là điên được đấy tuấn nói mà chúng tôi lại cho anh biết thêm rằng có lẽ chúng tôi còn yêu người ta nữa cũng chưa biết chừng Trần lại cười, thế thì có giờ hiểu, bao nhiêu người sống sờ sờ, các anh không yêu, lại đi yêu người chết đã tám mươi trăng rằm. Điệp hăm hở đáp lại, anh tưởng những người con gái sống chung quanh ta có thể yêu được đấy à? Họ còn sống là họ còn có thể phụ mình, họ còn coi cái rổ sang to hơn tấm chân tình. Thả yêu một người chết, một người đã chết, người đã chết thì không bao giờ còn có thể sống lại mà phụ bạc được nữa trần vẫn cười chế nhạo tôi đến chịu các ngài các ngài lý luận với tình yêu nhiều quá không sự thật nó thế anh có lẽ chưa một lần nào bị người yêu phụ bạc nên anh mới còn lạc quan đối với đàn bà chúng tôi chúng tôi đã phải nhiều giờ thật là kinh công chi điều rồi chúng tôi đã hiểu rõ họ hơn ai hết thầy lòng họ thấp và nghèo vô cùng chắc anh còn nhớ câu chuyện tình duyên của tôi với hồng hương sông thương chứ gì đấy sự thật nó thế vậy các anh định theo đuổi cuộc tình duyên với người chết ấy ra thế nào tuấn đáp đừng nói thế vội chưa chắc chúng tôi đã yêu người ta để chúng tôi phải xét xem lòng có thật yêu không đã điệp đỡ lời nhưng chắc chắn sáng chủ nhật sau chúng tôi lại mua hai bó hoa trần hỏi ngay lại đi xe điện xuống bạch mai chính thế chúng tôi lại tìm đến nghĩa địa lại tìm đến mộ vương thị hoàng lan lại đặt hoa và thắp hết một thẻ hương lên trên mộ ấy rồi về cố nhiên là về và tối hôm ấy lại đi ăn chả cá ba người cùng cười điệp nói thêm và uống rượu đến kỳ say trần gọi người hầu bàn lấy thêm rượu rồi nói với tuấn và điệp hãy biết hôm nay thì phải uống say mềm ra đã biết làm thơ thì phải biết uống rượu những nhà thơ thì tất phải uống được rượu tất phải lấy căn cước vào túy hương để được ngồi cùng chiếu với liêu linh lý bạch chứ tuấn cười cái gì thì từ chưa rượu thì không bao giờ từ trần nói phải đó tử phùng chi kỳ thiên bôi thiểu, sao, kia mà. Gặp chi kỳ mà uống rượu thì nghìn chén cũng là ít. chương 4, đêm đã khuya, hai chàng thi sĩ ấy rượu đã say, trở về căn gác phố hàng rồng. Căn gác có lối đi ra đường riêng, nên hai chàng không phải gọi cửa nhà dưới. Lên đến trên gác, Điệp lấy chìa khóa mở cửa rồi bảo Tuấn. Đánh diêm lên, Tuấn đánh diêm châm vào cây nến trắng cắm sẵn ở trên đầu một con voi bằng đá dùng để chặn giấy ánh nến bập bùng rồi lan rộng ra, kín cả gian phòng. Điệp chạy ra mở cửa sổ chính, ánh đèn điện ngoài đường được dịp loang vào trong phòng. Theo vào một mùi thơm ngát của cây hoa trước cửa, Tuấn kêu lên, hoa hoàng lan, Điệp nhắc lại, hoa hoàng lan, Tuấn nói tiếp, thơm lạ, Điệp cũng nói, ừ, thơm lạ, Tuấn cũng ra đứng chỗ cửa sổ, nhìn ra cây hoàng lan. Cây hoàng lan có những cành ẻo lả đổ xuôi, xuôi xuôi xuống, rất nhiều hoa vàng tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, một mùi thơm quyến rũ, đậm đà. Ngửi mùi thơm ấy, Tuấn và Điệp như tình hẳn rượu, bao nhau, có lẽ không có thứ hoa gì thơm bằng hoa hoàng lan, mà không có thứ cây nào đẹp bằng cây hoàng lan, cũng không có cái tên nào đẹp bằng tên hoàng lan, thế thì người con gái mang cái tên hoàng lan tất phải đẹp lắm. Hai người tưởng tượng ra nhan sắc hoàng lan, vương thị hoàng lan. Đôi khi mắt nàng phải to và đen, lúc nào cũng mơ mộng mớ tóc óng mượt dài môi hình trái tim đỏ mọng khiến cho người ta muốn cắn muốn nhai da nàng trắng ngà tự nhiên chứ không phải vì phấn mồ hôi nàng thơm như mồ hôi nàng đặng thị huệ ngày xưa thơm như mùi thơm của hoa hoàng lan nàng không cao không thấp nàng béo một chút nữa thì béo quá gầy một chút nữa thì gầy quá thật là vừa sinh tiếng nàng nói trong mà êm bước nàng đi nhẹ nhàng gót chân nàng đỏ như thỏi son. Nàng có một nhan sắc hoàn toàn, giá nàng sống vào thời xưa thì phải mất vía được Tây Thi và ít ra cũng làm nghiêm được một xã tắc, bắt được một đức vua phải dựng mấy cái đài to hơn đài cô tô, hoặc nói dối được cả một tuổi chư hầu trung tín. Một cơn gió tu ảo ảo rót vào trong phòng làm tắt mất cây nến. Tuấn phải trở vào đánh diêm thắp lên lần nữa, rồi gọi điệp. Thôi, khép cửa lại rồi đi ngủ điệp ạ. À? Khuya lắm rồi con gì hai người cởi bỏ quần áo ngoài điệp vừa lấy thuốc lá hút vừa ngâm lên bốn câu thơ năm xưa chị chưa lấy chồng chị đan tấm áo len hồng cho tôi năm nay chị lấy chồng rồi mỗi kỳ gió lạnh không người đan len sự bày biện trong căn buồng của hai người thật là lộn xộn không thể tả được đồ đạc gồm có một chiếc giường tây vừa hai người nằm một cái bàn viết rộng đủ hai người viết và một bộ sa lông rất sang nhưng để mỗi nơi một chiếc ghế sách vừa báo chí không chỗ nào là không có vất bừa bộn khắp nhà, trên giường trên bàn trên ghế. Trung quanh tường treo toàn thơ, những bài thơ của hai người, viết vào giấy khổ rộng, và tuyệt nhiên không thấy một bức ảnh đàn bà nào. Góc phòng để một cái mắc áo đứng bằng mây, treo không biết bao nhiêu là quần áo, một góc phòng nữa kê chiếc bàn con để ấm chén và các thứ lặt vặt. Hai người thuê gian gác này ở ba đồng một tháng, ăn cơm tháng do người chủ nhà dưới thổi, bữa bữa bưng lên. Hai người làm nhiều tiền, nhưng không bao giờ nghĩ đến sự để dành. Có đồng nào, ăn chơi cho đến hết, Tuấn nằm đắp chăn một lát, bỗng nhiên vùng dậy, đến bản viết, vặn bút mày hi hoái viết, điệp từ nãy vẫn ngồi trên ghế hút thuốc lá, ngửa cổ thở khói lên trần để rồi nhìn đám khói tản mát dần dần vào không khí, giờ mới hỏi Tuấn, viết gì đấy Tuấn, Tuấn đáp khẽ, không, điệp lại hỏi, Tuấn có thấy lạnh không, Tuấn vẫn cắm cúi làm việc, trả lời, hơi lạnh, chúng mình lạnh từ trong lạnh ra chứ không phải lạnh từ ngoài lạnh vào sao biết bởi vì chúng mình không có một tình yêu ấp ủ chúng mình là những kẻ cô đơn nhất đời lòng người ta không có một tình yêu ấp ủ liệu ấm làm sao được kể cũng lạ thực như chúng mình mà không có lấy một người nhân tình thì có thể là một sự quái gờ được lắm tuấn vẫn đáp thùng thẳng càng đỡ bận điệp không để ý đến câu trả lời của tuấn chàng vẫn nói mình chỉ cần có một người để thương yêu chứ không cần họ thương yêu lại mình mình chỉ cần có một người để săn sóc, giúp đỡ vuốt ve họ, chứ không cần họ săn sóc, giúp đỡ vuốt ve mình. vậy mà cũng không được. Tuấn đã, bởi hồn mình cao quá, hồn họ thấp quá, không tương đương với nhau, hiểu nhau sao được? mà đã không hiểu nổi nhau thì không yêu được nhau, đến phải yêu một người chết. Tuấn là, Tuấn buông thõng một tiếng. ừ, Tuấn có bằng lòng không? chúng ta yêu chung nhau. ừ, người chết không sống lại, tất chúng ta không ghen lẫn nhau. Phải không hờ Tuấn, Tuấn vẫn đáp một giọng, ừ, điệp tức mình chạy lại, làm cái gì mà chăm chỉ thế? Tuấn đương ngồi tỉ mỉ kẻ những chữ hoàng lan rất đẹp lên một tờ giấy rất trắng. Điệp không tức mình nữa, im lặng đứng xem. Trương Nam, người chủ nhà dưới là ông Hai Lâm đã đứng tuổi, thích đánh cờ, hầu như nghiện cờ. Mỗi ngày ông phải đánh ít ra là hai ván cờ. Nếu không có người đánh với ông thì ông đánh một mình. Vậy mà ông cũng chịu khó đánh cho đến lúc được thua tính ông nhũn nhặn lịch thiệp, nhưng nghe đầu trước kia ông là một tay du côn nổi tiếng ở Hà Nội. Cứ nhìn những vết sẹo ở chán, ở má, ở hai cánh tay, người ta có thể tin được lời nói ấy. Có lẽ thực, từ ngày giải nghệ, ông xoay ra làm thuốc viên thuốc tán. Trước chuyên đánh người, giờ chuyên cứu người, ông có độc một người con gái, tên là cô Bích, năm ấy đã 16 tuổi. Nhàn sắc cô có thể gọi là hoa khôi phố hàng rồng. Nhân điệp cũng biết đánh cờ, nên những lúc nhàn rỗi thường hay xuống đánh cờ với ông hai người ý hợp tâm đầu lắm điệp thấy bích là người có nhan sắc nên đem lòng yêu ông hai lâm cũng có ý muốn gả bích cho điệp bỗng một hôm điệp nghe thấy bích nói chuyện với một người bạn gái trong câu chuyện bích có chen vào một câu lựa lắm không chê được thế là từ đấy điệp ghét bích lạ lùng chàng đoạn tuyệt với bích và không hay xuống dưới nhà nữa một hôm chàng bảo tuấn anh có biết một người con gái nào câm không tuấn ngơ ngác trả lời không anh hỏi để làm gì tưởng anh có biết anh là mối cho tôi một người tuấn bật cười anh này điên chắc sao lại nảy ra cái ý tưởng lấy người câm điệp ngao ngán người câm thì không nói được những câu tân thời chẳng hạn như câu lựa lắm không chê được anh thử nghĩ một người con gái mở miệng nói ra được những câu ấy hỏi tâm hồn họ cỏ rác đến thế nào sáng hôm đó hai người vừa dậy thì tên đầy tớ dưới nhà đưa lên cho hai người quả sáng kèm thêm một tấm thiếp hồng. Tuấn cầm lấy tấm thiếp xem, vôi vàng bảo Điệp, này Điệp à, Bích đi lấy chồng, Điệp thản nhiên trả lời, thì đã sao, ông Hai Lâm mời hai chúng mình chiều nay ăn cỗ, Điệp chặt lưỡi, cũng hay, tùy Điệp nói thế nhưng trong lòng chàng thấy tê tái chán nản một cách lạ. Không phải chàng buồn vì nghe tin Bích đi lấy chồng, chàng buồn vì cảm thấy đời mình khô khan quá, đơn chiếc quá. Chàng không yêu được người nào nữa rồi chàng mơ ước một người con gái hoàn toàn, mà ở đời nay còn cái gì có thể gọi hoàn toàn. Những người con gái quen chàng hay không quen chàng, ở gần hay ở xa, rồi sẽ đi lấy chồng, sẽ sống êm ấm vui vẻ trong một gia đình. Còn chàng, chàng sẽ cứ như thế này mãi, cứ sống mãi trong cái héo úa của tâm hồn sao? Hình ảnh lờ mờ của Vương thị Hoàng Lan lại hiện lên trong óc chàng. Có lẽ cái người con gái chết năm 17 tuổi 14 tháng trọng đông năm mậu dần ấy mới là một người con gái hoàn toàn. Điệp hỏi Tuấn, này là thứ mấy nhỉ? Tuấn đáp, thứ năm, Điệp lẩm bẩm còn hai ngày nữa. Tuấn mỉm cười, còn hai ngày nữa là đến sáng chủ nhật phải không? Ừ, sáng chủ nhật đi thăm mộ vương thị Hoàng Lan. À, này Điệp à, hôm ấy ta đừng mua hoa ti gôn nữa. Ta ngắt ở cây trước cửa này một gói hoa Hoàng Lan. Ừ, phải đấy, đi viếng mộ Hoàng Lan bằng hoa Hoàng Lan kể cũng là một ý kiến hay không biết ở dưới suối vàng hoàng lan có mong đến ngày chủ nhật không nhỉ mong đến ngày chủ nhật để có hai nhà thi sĩ trẻ tuổi đến đặt lên mộ mình một ít hoa hoàng lan điệp đáp luôn sao lại không tôi cảm thấy hoàng lan thiêng lắm mà phải những người chết trẻ bao giờ cũng thiêng điệp hỏi biết đâu ở dưới suối vàng hoàng lan đã yêu một người con trai khác tuấn vội vàng để tay lên miệng điệp suỵt im tuấn cấm điệp được nói nhảm như thế Hoàng Lan bao giờ cũng trinh trắng nhất, cũng xinh đẹp nhất. Điệp tiếp thêm và cũng đáng yêu nhất. Chiều hôm ấy, hai người uống rượu đám cưới bích. Trong men nồng, trong khói pháo, hai người trông các cô phù dâu không cô nào có nhan sắc bằng Hoàng Lan cả. chương 6, Cổng sắt Nghĩa Địa đã mở sẵn sàng để đón Tuấn và Điệp. Hai người đi sớm quá, nên quang cảnh Nghĩa Địa đã vắng lạnh lại vắng lạnh thêm. Gió thu cuối mùa thổi vô vô trên các tròm thông cao, như tiếng hú hồn bất tuyệt của những cái xác nằm dưới mộ. Qua một pho tượng Phật rất to, là đến mộ Hoàng Lan. Điệp mở gói hoa đặt lên trên mộ, đánh diêm khắp hương. Gió quắc, làm chàng đánh hết bảy que diêm mới thắp xong. Hơi hương quyện với mùi thơm của hoa Hoàng Lan khiến hai người gây gấy như sắp nhìn thấy một cái hồn ma hiện về. Hai người ngồi xuống bên mộ, im lặng mấy phút rồi Điệp rút trong túi áo ra một tờ giấy, mở ra đọc đó là một lá thư của hai người chung nhau viết, cùng Vương Thị Hoàng Lan, đêm qua là một đêm cuối thu, gió lạnh về nhiều quá. Kinh thành Hà Nội chắc có rụng nhiều lá vàng, những người đàn bà, những người con gái, chắc đều ngoan tay đan vội những chiếc áo len mừng. Hoàng Lan ơi, hai đứa chúng tôi, Tuấn và Điệp này, tâm hồn cũng heo úa như những chiếc lá vàng rụng lên Hà Nội đêm nay, và tôi không được hân hạnh đợi chờ một chiếc áo len nào của người thiên hạ hai đứa chúng tôi sống âm thầm như hai chiếc bóng trên căn gác nhỏ phố hàng rồng. Trung quanh tường không được hân hạnh treo một tấm ảnh đàn bà, cầu thang gác không được hân hạnh in một dấu giày đàn bà. Cũng như trong lòng hai đứa chúng tôi, đều không được hân hạnh mơ tưởng một người đàn bà nào nữa. Bởi chừng chúng tôi đều ghê sợ đàn bà, ghê sợ yêu đương, thật là vô phúc cho kẻ nào lại ghê sợ đàn bà. Như chúng tôi chẳng hạn, ừ, chẳng thà chúng tôi cứ ghê sợ đàn bà đến cực điểm có lẽ chúng tôi còn tìm thấy hạnh phúc khác ở đời. Nhưng đằng này, không, Hoàng Lan ơi, chúng tôi vẫn phải công nhận rằng không thể không yêu được. Chúng tôi vẫn còn là trẻ tuổi, lòng chưa chết hẳn. Lòng chưa chết hẳn mà đã ghê sợ đàn bà thành ra khổ sở. Chúng tôi chính là những người tha thiết muốn yêu bậc nhất, xong chúng tôi muốn tìm ở người đàn bà một tình yêu cao khiết, một tình yêu hoàn toàn. Chúng tôi không thể chịu được những tình yêu cầu thả thứ tình yêu hời hợt, thứ tình yêu chốc lát, thứ tình yêu thấp hèn của tụi con gái bây giờ. Họ không hiểu nổi chữ yêu, nên họ đã làm bẩn đục tình yêu. Một tình yêu hoàn toàn, Hoàng Lan ơi, thật là khó vậy thay, hôm nay là một buổi sáng chủ nhật, chúng tôi chân thành đến đây, đặt lên mộ nàng một ít hoa, kính cẩn thắp lên một ít hương. Linh hồn Hoàng Lan nếu có linh thiêng thì hẵng trở về đây với chúng tôi, cho chúng tôi được bộc bạch nỗi lòng hoàng lan ơi ngẫu nhiên trời đã đưa dắt hai đứa chúng tôi đến với nàng chủ nhật trước cũng một buổi sáng chúng tôi đã được hân hạnh đặt lên đây hai bó hoa gôn và thắp một thẻ hương ngát thế là từ đấy tên nàng tuổi nàng cứ lần vần trong óc chúng tôi chúng tôi không quên suốt một tuần nay chúng tôi tơ vương với hoàng lan không lúc nào chúng tôi không nói chuyện hoặc nghĩ ngợi đến hoàng lan nói câu này ít ra chúng tôi đều phải xin lỗi hoàng lan quả hình chúng tôi đã yêu Hoàng Lan rồi, vì chúng tôi nghĩ chỉ có tấm tình của Hoàng Lan, một người con gái chết non, mới không làm cho chúng tôi đau khổ thất vọng. Về mọi phương diện, bởi chưng Hoàng Lan chỉ còn là một tấm linh hồn, Hoàng Lan ơi, nàng sẽ là người yêu của chúng tôi đời đời, nàng đẹp lắm và ngoan lắm, có thể nói là đẹp nhất và ngoan nhất được, nàng rất hiểu chúng tôi cũng như nàng rất hiểu văn thơ các nghề theo thùa may vá nàng cũng khéo như việc làm các bánh mứt và nấu ăn nhất là không bao giờ nàng lại bạc tình nhàn sắc nàng không hỏng một chỗ nào cũng như hạnh kiểm nàng không kém một chỗ nào nàng thanh lịch từ mười đầu móng chân trở đi cho đến một câu nói thầm nàng trong sạch từ một ý nghĩ cho đến chân răng kẽ tóc hoàng lan ơi nàng thật là một người đáng yêu nhất nàng coi tình yêu là thiêng liêng chúng tôi cũng coi tình yêu là thiêng liêng vậy còn đợi chờ gì mà chúng ta không nói yêu nhau tuấn và điệp điệp đọc xong đánh diêm châm đốt tờ thư ấy đi lửa bén vào giấy cháy lem lém hết dòng chữ này đến dòng chữ khác cuối cùng chỉ còn là một vệt đỏ mong manh rồi là một ít cho tàn nguôi theo gió thu bay tan tác ra mọi nơi nén hương ngắn dần tàn hương rơi xuống dày thêm hương hoàng lan vẫn u ớt thắm đượm quanh mùa như thắm đượm vào tận đáy lòng người chương 7, rời rét này mà đi hát kể cũng là một cái thú. Tuấn và Điệp sau bữa cơm chiều, đương ngồi hút thuốc lá, nhìn qua cửa kính, xem những cảnh hoàng lan bị gió đưa sát vào. Chợt Tuấn thốt ra câu ấy, được Điệp hưởng ứng ngay. Ừ nhỉ, rời rét này được nằm ôm cô đầu trong chăn bông, thò cổ ra hút thuốc phiện thì thật tuyệt. Tuấn nói luôn, thế thì còn đợi gì nữa mà không đi hát, Điệp cũng nói, tao cũng nghĩ như vậy, còn đợi gì nữa mà không đi hát nhất là đã lâu tao chưa được xuống thăm em dung người nhân tình trăm năm vô hy vọng của tao hai người cùng vùng đứng dậy và cùng thốt ra một tiếng đi một lát sau hai người đã y phục chỉnh tề ngồi chêm trệ trên hai chiếc xe tay hai chiếc xe tay chạy xuống phố khâm thiên cái phố khâm thiên sáng đêm ấy có những bóng hồng thấp thoáng ấy cứ tối tối ở hà nội đổ xuống không biết bao nhiêu là tiền bạc là sức khỏe là tinh thần Tuấn và Điệp bảo xe đỗ vào cửa nhà hát quen mạn cống trắng. Dung chạy ra reo lên, gớm, anh Điệp, đi đâu mà mất mặt thế? Lại cả anh Tuấn nữa kia, một cô khác tên là Hải hỏi mỉa Tuấn, thế nào, anh Tuấn, độ này còn ghét đàn bà nữa không? Tuấn cười đá, không, độ này anh mới có nhân tình. Hải kêu lên, trời ơi, anh Tuấn mà lại có nhân tình, thật là một sự lạ quá đi mất. Thật là không chê được, Tuấn nhại lại, chê làm sao được. Nhân tình anh lại là một người đã chết rồi. Hải trợn mắt, quỷ, anh nói thật hay dối? Anh thèm nói dối em. Một người con gái đẹp tuyệt trần, mới 17 tuổi và đã chết 3 năm nay. Hải phá ra cười, thôi đốt anh đi, mầu mãi. Tuấn lại nói thêm, một cái lạ nữa là anh và anh Điệp lại yêu chung nhau. Hải không bỏ một cơ hội để pha trò, thôi thế thì quyết là vợ chồng thổ công rồi con gì. Tuấn để hai bàn tay lên má Hải, thôi, em hiểu làm sao được em hiểu làm sao được chúng anh, hải lường tuấn, gớm, úi trà, làm như khó hiểu lắm ấy, nói rồi nàng cười ngặt nghẽo, tuấn và hải đưa nhau lên gác, thấy dung đương sụt sùi khóc. Dung khóc khi nghe điệp kể điệp mới có nhân tình, tuấn phải giảng giải mãi, cuộc ghen tuông bằng nước mắt ấy mới kết liễu. Điệp lẩm bẩm thật là phiền, Tuấn lấy tiền đưa cho Hải mà bảo, em bảo thằng nhỏ đi mua rượu và các món nhắm, hôm nay phải uống rượu thật say. Hải biểu môi, các anh thì hôm nào chả uống rượu thật say. À mà quên, em bảo nó mua thuốc viện luôn thể. Tuấn đưa cho Hải ít tiền nữa, rồi chàng quay sang nói với Dung thế nào chị Dung đã lo sạch nước mắt chưa? Đến cái giống đàn bà là mau nước mắt. Dung ạ, à, người ta chỉ nên khóc cái đáng khóc mà thôi. Nhất là chúng anh có khi đáng khóc cũng không khóc mới tài. Điệp đỡ lời cho Dung vậy anh chỉ là thằng vô phúc. Anh không khóc được cái đáng khóc thì lòng phải đau khổ em tôi đã khóc được cái đau khổ theo nước mắt mà ra tuấn chế nhạo phải em thì còn biết đau khổ là cái gì điệp đã kể em tôi với tôi làm như chỉ có mình anh biết đau khổ nói rồi điệp ôm choàng lấy dung mà hôn vào mắt người ta nghe hát người ta uống nước chè tàu người ta ăn hoa quả rồi người ta uống rượu rượu say hai cái gia đình bèo nước ấy nằm quây quần quanh một cái bàn đèn điệp nằm một bên với dung còn một bên là tuấn và hải Điệp hút xong một điếu thuốc phiện, hã một hơi nước chè, thở ra khoan khoái rồi nói, ở đây ấm cúng quá nhỉ, Tuấn chép miệng, chỉ đáng thương cho những người nằm dưới mà. Điệp nói lại đúng câu nói của Tuấn, thật, chỉ đáng thương cho những người nằm dưới mà. Tuấn lại chép miệng, mình nhớ quá, Điệp cũng nói, mình cũng nhớ quá, Hải nói chen vào, các anh lại nhớ cô nào trên phố chứ gì. Tuấn đã không, các anh nhớ đến một người chết, này các em, người đã chết còn biết rét nữa không nhỉ dùng đáp ai biết được cái chuyện dớ dần ấy điệp nói nhỏ với tuấn chúng mình thật rõ trong lòng mơ toàn những người trinh nữ mà trong tay phải ôm toàn những gái giang hồ tuấn lắc đầu chán nản có thế chàng tự tiêm lấy một điếu thuốc viện tự chiêu vào đèn mà hút rồi nhắm hai mắt lại mơ màng được một lát bỗng chàng mở choàng mắt ra quay hỏi điệp này điệp nếu biết mình chơi bời như thế nàng hoàng lan có giận không nhỉ điệp đáp có thể giận được lắm sáng hôm sau mãi đến 9 giờ sáng hai người mới huệ oải dậy, huệ oải rửa mặt xúc miệng, huệ oải mặc quần áo, và uể oải về. Ra đến đường Tuấn Bảo Điệp chúng mình vốn tạ người yếu sẵn lại đau khổ nhiều, lo nghĩ nhiều, nên lại yếu thêm. Vậy mà cứ chơi bời như thế này, thức đêm, uống rượu, hút thuốc phiện lại gái nữa, thì mấy chốc mà chết. Còn làm ăn gì được, nguy lắm, bài kỳ này chưa viết đấy, Điệp à? ừ, chả có tối nào ở nhà nguyên lành không đi hát thì lại đi hút, không đi hút thì lại đi uống rượu. Cũng tại đời chúng mình buồn quá, mà buồn quá là tại đời mình không có một người đàn bà." Tuấn kêu lên một tiếng nhỏ, Hoàng Lan điệp nói tiếp, "Giá có một người thật yêu mình hoàn toàn đến bảo mình. Anh đừng đi hát nữa, anh đừng đi hút thuốc viện nữa, anh đừng thức đêm nữa, anh đừng uống rượu nữa thì nhất quyết là mình thôi ngay." Tuấn nói, giá Hoàng Lan hiện về, bảo chúng mình như thế nhỉ? điệp nói tôi tin một ngày rất gần hoàng lan sẽ hiện về khuyên chúng ta đừng nên đi hát thức đêm rượu thuốc phiện gái nữa tuấn cũng nói tôi cũng tin như thế có lẽ mình chưa thực lòng yêu hoàng lan nên hoàng lan chưa hiện về đó thôi chương 8, tuấn và điệp chăm chỉ ngồi viết bài trên bàn bừa bộn những sách vừa giấy mã và một chiếc đĩa thủy tinh đầy ụ tàn thuốc lá ngoài trời nắng mùa đông bừng lên tươi vui ấm áp như một nguồn hy vọng mới cây hoàng lan ngoài cửa sổ không u rũ nữa, những lá xanh sáng hẳn lên. Tuấn bưng bát xuống bàn hỏi Điệp, mày viết sắp xong chưa? Điệp vẫn cắm cúi viết, sắp xong, cổ nhân nói đông nhật khả ái mặt rời mùa đông đáng yêu. Thật là đúng, viết xong, ăn cơm, rồi chúng mình phải đi chơi mới được. Nắng này mà đi chơi, có lẽ không gì sướng bằng. Đã ba hôm nay, hai chàng quả quyết làm việc, không chơi bời nữa. Và cũng đã ba hôm nay, hai chàng thiết lập bài vị hoàng lan ở nhà đề thờ trên chiếc kỳ gụ để một chiếc bát cổ làm bát hương và một chiếc khung ảnh nhỏ trong lồng mảnh giấy đỏ có mấy dòng chữ nhỏ vương thị hoàng lan tự chinh thục linh vị mệnh trung thập tứ nhật trọng đông mậu dần thọ thập thất tuế hai chàng cũng bắt chước chàng thư sinh tú uyên ngày xưa mỗi bữa cơm thắp lên ba nén hương để thừa một chiếc bát một đôi đúa rồi khấn hoàng lan về ăn chung càng ngày tuấn và điệp càng nhận thấy mình yêu hoàng lan thắm thiết hơn lên hai người đều tin là hoàng lan đã công nhận tấm ái tình ấy nên rất bình tĩnh yêu nàng như yêu một người sống hẳn hoi bởi tuấn và điệp chỉ cần có một người để mà gửi lòng yêu như con chim chỉ cần có một cái tổ hai người vui lòng cho đi mà không lấy lại một thứ gì ở ái tình nhưng cái ái tình ấy phải là ái tình hoàn toàn sự hoàn toàn không thể tìm thấy ở một người con gái sống nên hai người yêu một người con gái chết. Ăn cơm xong, Tuấn và Điệp mặc quần áo đi chơi. Đường phố thấy đông hẳn lên hơn mọi ngày, nắng ấm giản rụa khắp mọi chỗ, từ mái tóc đến kẽ ngón tay của các cô thiêu nữ đào tơ. Điệp chỉ các cô thiêu nữ đi ngang qua, bảo Tuấn kể trông họ thật là nõn nà. Tuấn đáp nhưng nếu biết trong lòng họ nghĩ những gì, bởi vậy trong lòng họ chỉ thèm muốn thôi chứ không yêu đương được nữa. Tuấn nhớ lại một câu chuyện ngày xưa nên kể cho Điệp nghe, mùa hè năm nay, tôi ở Cao Bằng về đến Hà Nội. Tôi thấy từng đàn thiếu nữ, đi ngang nhiên ở giữa đường với con dai, vừa cầm kem ăn nhồm nhoàng vừa cười nói ngặt nghẽo. Trông cái dáng điệu ấy thật là khả ố, ai mà chịu được. Tôi có làm được bốn câu thơ, anh hiểu làm sao được, hỡi em, những nàng con gái thích ăn kem, nhổ ngay bòn bọt khinh ra mặt, những cái đầu bù của thiếu niên, hai người đi đến phố hàng bông chợt nghe có tiếng người gọi bên kia đường anh tuấn anh điệp hai người trông sang nhận ra người gọi đó là quang quang có gia đình êm ấm ở hà nội nhưng lại thích đi giang hồ giang hồ đây chỉ có nghĩa là đi liêu biêu nay đây mai đó để được làm thơ nhớ quê hương nhớ mẹ nhớ chị nhớ tình nhân và nhớ hết mọi người thân hình anh to lớn như voi nhưng tính khí lại như đàn bà rất hay khóc có người đã nói đùa rằng trong thân thể anh chỉ chứa toàn nước mắt mà thôi. Đừng có ai đụng đến tâm sự anh, anh sẽ khóc cho mà coi, tuy rằng cái tâm sự ấy không có gì là đáng khóc. Quang chạy sang bên này đường, bắt tay Tuấn và Điệp và nói, tôi vừa mới ở Hà Tô về, hai anh đi đâu bây giờ? Tuấn đáp, chúng tôi cũng không biết đi đâu bây giờ, thế bao giờ anh lại đi giang hồ? Quang không để ý đến giọng chế nhạo của Tuấn, thản nhiên đáp, ngày kia ngày kia tôi lại lên đường nhưng không ra Hato nữa, mà đi một nơi khác. Ở Hato vài tháng đã thấy chán lắm rồi, thế giờ anh đi đâu? Tôi định đi tìm các anh đây. Lâu này các anh có chuyện gì lạ không? Điệp đáp ngay, có một chuyện rất lạ, nhưng Quang có tiền khao một chầu cà phê rồi chúng tôi kể cho mà nghe. Hiện giờ đương cần một cốc cà phê nóng, Quang nhận lời, ba người dắt nhau vào một tiệm cao lâu ở hàng bông. Trong khi ngồi đợi cho từng giọt cà phê giỏ trễ nãi xuống cốc điệp bắt đầu hỏi quang anh trông thấy con gái bây giờ anh có yêu không quang trả lời luôn có vì sao anh yêu họ bởi vì họ đẹp chỉ có đẹp không mà anh cũng có thể yêu được thì giai tài gái sắc mà lại điệp cười tôi nhận thấy rằng người con gái cứ nguyên sắc đẹp chưa đủ chinh phục được tình yêu của những hạng người như chúng tôi bọn con gái bây giờ ngày đêm họ chỉ cố công tô điểm cái nhan sắc bề ngoài của họ họ chọn thứ son tô môi nào cho khiêu gợi Thứ phấn nào cho ăn với màu da, thứ nước hoa nào cho thật quyến rũ, họ tưởng như thế là đã đủ điều kiện làm siêu lòng đàn ông rồi. Họ biết đâu rằng có một hạng đàn ông lại không ưa cái sắc đẹp bề ngoài, nếu cái sắc đẹp ấy không chứa đựng bên trong một linh hồn cao quý trinh khiết. Điệp ngừng lại, quấy đường vào cốc cà phê, uống một hơi rồi nói tiếp cho Quang nghe, chúng tôi đã trải qua nhiều đau khổ về tình duyên rồi, nhưng chúng tôi chưa thấy chán nản với tình yêu chúng tôi vẫn thấy cần phải có một tình yêu khuyến khích hộ vệ mình trên con đường đời dài và tẻ này, để mình tới sự nghiệp. Vậy mà tìm đâu cho thấy người chi kỷ, tìm đâu cho thấy người như ý muốn của mình. Bọn con gái bây giờ họ khao khát thèm muốn rất tầm thường. Họ làm cho mình tức bực khinh bỉ hơn là yêu đương. Trung quy họ chỉ làm khổ mình, thành ra yêu họ là chuốc lấy tai nạn, chuốc lấy một chén thuốc độc cho đời mình. Vậy nên anh Quang ạ, à, hai tuần lễ nay chúng tôi hết sức yêu một người con gái chết đã ba năm nay quang ngơ ngác trợn tròn mắt lên có ý hỏi sao lại có sự lạ ấy điệp liền bảo muốn biết thế nào cứ hỏi anh tuấn anh tuấn sẽ thay tôi kể cho anh nghe tuấn từ ban nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng lúc đó mới kể cho quang nghe câu chuyện hai người với nấm mộ vương thị hoàng lan nghe xong quang phá ra cười trời ơi không thể tưởng tượng được các anh thật là hai người điên giữa kinh thành hà nội Điệp nghiêm trang nói, nghe chuyện ấy mà anh có thể cười được à, tôi tưởng anh phải khóc mới phải chớ, xưa nay anh vẫn có tiếng là mau nước mắt lắm cơ mà. Thì ra anh chỉ có thể khóc được những cảnh không đáng khóc. Còn những cảnh đáng khóc mười mươi, anh lại cười, anh quang ạ, à, còn gì đáng khóc cho bằng ở giữa kinh thành Hà Nội hoa lệ này, con gái đẹp nhiều như rươi, mà có hai thằng con dai, hai thằng thi sĩ vẫn được người đời ca tụng, phải đi yêu một cái mà lạnh. Tuấn lần thần lấy ngón tay trỏ chấm vào những giọt cà phê rót ra bàn, viết thành một câu thơ lục bát. Chúng tôi còn ở trần gian thì còn yêu mến Hoàng Lan vô cùng. Chương 9, lại một ngày chủ nhật, mùa đông, có nắng. Tuấn và Điệp mua hoa, hương xuống nghĩa địa thăm mộ Hoàng Lan. Hai bên lề đường, đồng lúa vàng hoe, xôn xao lên trong nắng mỗi khi cơn gió đi qua. Từng đàn châu chấu bay tung lên, những cành xanh đỏ xòe ra trông rất vui mắt rồi lại rơi lẫn vào trong lúa vàng. Một con châu chấu bay lạc đậu vào vai áo Tuấn, điệp vội vàng giơ tay ra chụp lấy. Con châu chấu nằm gọn trong tay chàng, dẫy ruộng làm chàng thấy nôn, nôn ở lòng bàn tay. Điệp nói một mình, mày ra làm sao được với tao? Tuấn bảo Điệp thôi, thả nó ra không nó làm bẩn tay đấy. Điệp mở tay ra, con châu chấu bay vù lên, lẫn vào trong nắng. Chàng cười, loài người độc ác thật, bất cứ thấy con gì cũng muốn bắt dù là không có lợi cho mình tuấn nói theo mà trong loài người đàn bà là độc ác nhất khi một linh hồn người đàn ông nào đã nằm vào lòng bàn tay họ thì khó mà thoát ra như con châu chấu vừa rồi điệp chép miệng họ là cái ám ảnh cái ám ảnh suốt đời hai người đã vào đến cổng nghĩa trang một ngày nắng trong mùa đông là một ngày rất hiếm hơn nữa lại nhằm ngày chủ nhật nên trong nghĩa trang đã có ít nhiều người đến thăm mộ tuấn và điệp đi thẳng đến mộ hoàng lan xây bằng gạch theo hình chữ nhật đằng trước có một tấm bia đá khắc chữ lõm sâu vào và bôi vôi cho rõ từng nét có giàn hoa bằng nứa làm rất công phu nhưng lâu ngày nên đã ọp ẹp bên trên giàn hoa và chung quanh để rất nhiều vòng hoa cườm những hạt cườm đã mất đi tất cả màu tươi thắm tuấn vừa hí hoáy thắp hương vừa nói thứ hương này điệp mua không ngát rồi chủ nhật trước điệp mua ở đâu kia mà điệp ngơ ngác giây lát quái nhỉ chủ nhật trước tôi cũng mua ở hàng ấy thôi, bỗng chàng chợt nghĩ ra, cười nói tiếp, à, thôi phải rồi, lần trước thì cô gái bán, lần này thì mẹ cô ta. Mẹ cô ta tất đưa cho mình thứ hương xấu, Tuấn nói đùa, kể cô ta cũng xinh đấy chứ, mà nghe chừng cảm điệp lắm rồi, lần nào đi qua cũng thấy cười. Hay là, Điệp ngắt luôn câu nói của Tuấn, ngoài Hoàng Lan ra chúng mình còn yêu ai được nữa, bởi vì đời này còn ai đáng yêu bằng Hoàng Lan khói hương tạt ngang ra bởi một luồng gió nhỏ hiu hiu. Tuấn nghiêng người dựa vào cột giàn hoa, miệng lầm nhầm đọc, chàng vừa nghĩ đến một câu kiều, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió, bỗng có tiếng giày đi lại sau lưng, hai người giật mình quay lại, một người con gái kiểu diễm cúi đầu chào. Tuấn và Điệp hoảng hốt, trong nháy mắt, hai người đột nhiên tin rằng người con gái đó chính là Vương Thị Hoàng Lan hiện về. Hai người tái mặt đi, ấp úng không nói được câu nào. Thôi, đích thực là Hoàng Lan rồi. Đúng cái nhan sắc mà hai người mơ tưởng bấy lâu. Đôi mắt cũng to mà đen, mơ mộng, mớ tóc óng mượt, dài, môi hình trái tim đỏ, mọng, da trắng ngà, tự nhiên chứ không phải vì phấn. Người con gái lên tiếng, thưa hai ông, có lẽ hai ông nhầm rồi. Đây là mộ chị tôi, bất giác Tuấn và Điệp cùng hiểu. Lúc bấy giờ hai người mới kịp nhận thấy người con gái kia có cầm một bó hoa và một thẻ hương thì ra người đó chỉ là em hoàng lan nhân một sáng chủ nhật mùa đông rét mướt nhớ đến người chị quá cố mà đi thăm mộ đó thôi tuấn bèn trả lời thưa cô chúng tôi không nhầm đâu vì chúng tôi đều biết đây là mộ hoàng lan người con gái ngạc nhiên hai ông là thế nào với chị tôi chắc trước ông có quen biết chị tôi điệp đáp thưa không trước kia chúng tôi không hề quen biết hoàng lan người con gái ngờ vực hay là tuấn đáp ngay không Trước kia chúng tôi không phải là người tình của Hoàng Lan, nhưng giờ chúng tôi là người yêu chân thành của nàng." Người con gái lấy làm lạ, mỉm cười nói, "Ông nói, tôi khó hiểu quá." Tuấn cũng mỉm cười, kể cũng hơi khó hiểu thật, và cũng hơi khó nói nữa. "Nhưng chúng tôi sẽ xin hết sức nói để cô hiểu. Giờ cô hãy cho chúng tôi biết, cô là em ruột của Hoàng Lan." "Vâng, có lẽ Hoàng Lan với cô giống nhau lắm." "Chính thế, chị Lan với tôi giống nhau như con đẻ sinh đôi." Tuấn quay sang phía Điệp thế thì lạ nhỉ, Điệp nhỉ, chúng ta cùng tưởng tượng ra nhan sắc Hoàng Lan nào ngờ lại đúng. Rồi chàng lại nói với người con gái, thưa cô, cô cho chúng tôi biết tên cô là gì. Người con gái vẫn nhã nhặn trả lời, thưa tên tôi là Hoàng Diệp, Điệp nói bằng một giọng cảm động, cô Hoàng Diệp ơi, cô có thể cho chúng tôi tiếp chuyện cô lâu lâu được không? Chúng tôi sẽ xin kể để cô hiểu cái cớ tại sao chúng tôi lại đi viếng mộ Hoàng Lan. Hoàng Diệp nhận lời ngay, vâng tôi xin vui lòng nghe chuyện hài ông, vẫn bằng một giọng cảm động, Điệp nói, vậy cô hãy đặt hoa, và thắp hương lên mộ Hoàng Lan đi, chúng ta cùng im lặng mấy phút để tưởng nhớ đến người đã khuất. Rồi chúng ta ra chiếc ghế đá đằng kia nói chuyện có lẽ tiện hơn. Cô đứng mãi như vậy mỏi chân chết, Hoàng Diệp ngoan ngoãn nghe lời, nàng đặt nhẹ bó hồng trắng lên bên cạnh bó ti gôn của Tuấn và Điệp. Đoạn Tuấn đánh diêm châm hộ hương cho nàng nàng cắm lẫn vào những nén hương cháy dở của hai người khói hương càng đậm, càng nồng. Nhìn khói hương ta như mường tượng thấy có lẫn cả linh hồn người chết. Ba người đứng khoanh tay trầm ngâm, một bóng dợp đi qua, tối sầm hẳn lại, gió hát hiu làm cho ba người thấy lạnh thêm lên. Trong mắt Hoàng Diệp có nhiều nước mắt, da mặt nàng đỏ lên, màu da mặt của người sắp khóc, ngực nàng rung lên vội vàng. Điệp dùng mình, Tuấn cũng dùng mình, chương mười. Tuấn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cây hoàng lan rũ rượi ướt át trong mưa gió một sáng mùa đông. Cây rét mướt đang đắc chí hoành hành, chàng thẫn thờ nói một mình mưa gió thế này, biết Hoàng Diệp có đúng hẹn đến không? Chàng quay về phía giường gọi Điệp, Điệp ơi, có dậy không? Hoàng Diệp sắp đến đấy, 8 giờ rưỡi rồi, Điệp vội vàng ngồi dậy, quái mình có cái tính ngủ chưa, không chừa được tuấn cười nhưng giời rét này giá có dậy sớm cũng còn nằm trong chăn chán rồi mới buồn dậy điệp xỏ chân vào đôi dép dừa thôi đi dọn dẹp nhà cửa để đón tiếp một mỹ nhân tuấn cũng nói một mỹ nhân em một mỹ nhân thế này thì đúng hơn một mỹ nhân em một tình nhân tuấn nhắc lại câu ban nãy mưa gió thế này không biết hoàng diệp có đến không điệp vừa xuống thang gác vừa nói tôi tin rằng thế nào cũng đến mưa gió thì đã có xe từ mai động đến đây xa xôi là bao nhiêu Tuấn dọn nhà dần đi rồi tôi lên tôi dọn với để bề bộn thế sao tiền. Tuấn vẫn ngồi yên ở ghế, cần gì, nhà của thi sĩ mà bộn là sự dĩ nhiên rồi. Ai cười, Tuấn nghĩ đến hôm ở Nghĩa Trang Tràng và Điệp đã đem đầu đuôi câu chuyện thăm mộ kể cho Hoàng Diệp nghe. Cùng những nỗi niềm đau khổ, những tư tưởng khắc nghiệt về đàn bà, nó là cây cớ để đưa cuộc tình duyên đến với Hoàng Lan. Được cái Hoàng Diệp là người có học thức, và cũng có vẻ thi sĩ nên không cho đó là sự vô lý hơn nữa nàng tỏ vẻ kính trọng và có thiện cảm với tuấn và điệp nàng cũng biểu đồng tình với hai người về việc yêu hoàng lan và cũng coi cái tình yêu đó là thiêng liêng nàng kể cho tuấn và điệp biết ngày trước hoàng lan là một người con gái hiếm có không nói về nhan sắc làm cho bao nhiêu vương tôn công tử say mê đến như tài hoa của nàng mới thật là tuyệt phẩm nàng làm thơ hay đánh đàn giỏi các việc nữ công thì khéo ít ai bì. Rồi Hoàng Diệp nói với hai người bằng một giọng nghẹn ngào. "Vậy mà, với chị tôi, mối tình của hai ông mới là mối tình đầu tiên đấy thôi." Lúc ấy chàng và Điệp cùng rưng rưng nước mắt. "Than ôi, người con gái ấy chết đi thì trên đời này còn làm gì có một trang tài sắc nữa." Tuấn chợt nghĩ đến Hoàng Diệp. "Ừ, Hoàng Diệp có thể là một trang tài sắc thứ hai, nàng cũng biết làm thơ, biết đánh đàn." nhưng không hiểu sao chàng vẫn tin rằng hoàng diệp không thể nào bằng hoàng lan được có lẽ mối tình của chàng đã gửi hẳn về bên người chết mất rồi chàng phải chung tình với người chết điệp đã lên và hỏi tuấn không biết thơ hoàng lan có hay bằng thơ chúng mình không nhỉ tuấn đáp ngay nếu đã gọi là thơ thì không có hay hơn hay kém mỗi người làm một thơ khác nhau cũng như anh và tôi thơ anh thì rất giản dị thơ tôi thì bí mật miễn là hay điệp gật đầu nói sang chuyện khác tiếc quá nhỉ giá đừng chôn theo hoàng lan quyển thơ của nàng thì có phải bây giờ chúng mình được xem không sao trước không thấy nàng đăng thơ vào một tờ báo nào nhỉ có những người làm thơ không bao giờ nghĩ đến sự đăng báo hoàng lan ở vào số người ấy tuấn vừa nói đến đấy thì có tiếng gõ cửa chàng nói nhỏ với điệp có lẽ hoàng diệp điệp nói to ai đấy có phải hoàng diệp xin cứ vào cánh cửa từ từ mở để lộ một trang kiều diễm hoàng diệp Hoàng Diệp cười rất tươi, cúi đầu chào, hai anh, em đến chậm mất nửa giờ, Tuấn cười nói, tôi cứ tưởng mưa gió thế này, cô không đến kia đấy. Điệp nói, chỉ có tôi là tin chắc chắn thế nào cô cũng đến. Cô vào trong này, chắc cô rét lắm nhỉ, Hoàng Diệp vắt áo khoác ngoài vào thành ghế, ngồi xuống, trông quanh mà nói, hai anh, cái buồng này vừa vặn mà xinh quá nhỉ, Tuấn nói, chúng tôi không thấy xinh mà chỉ nhận thấy sự bừa bộn hoàng diệp mỉm cười bừa bộn có sao nếu là cái bừa bộn của sách vở của thi sĩ thế cô cho thi sĩ thì có quyền bừa bộn à và có quyền có một tình yêu lạ lùng nữa ba người cùng cười hoàng diệp lại nói ngày trước em được xem văn thơ của hai anh em rất ao ước được gặp hai anh ai ngờ ngẫu nhiên mà được gặp thật là may mắn quá điệp đáp thì đã mất đi cái ao ước mà cái ao ước bao giờ cũng nên thơ sự thật không bao giờ bằng mơ ước đâu có phải không Hoàng Diệp? Vì chúng tôi cũng chỉ là người thường như trăm nghìn người thường. Nhưng tâm hồn của các anh khác người thường, thế là quá đủ, và hiếm có lắm rồi. Cái ao ước mất đi, đã được đền bù bằng sự kính mến. Điệp vừa lúi hối pha chè tàu vừa nói, ấy là từ ngày chúng tôi thuê căn gác này, Hoàng Diệp là người đàn bà đầu tiên đặt gót giày lên thang. Hoàng Diệp cười, hân hạnh cho em quá nhỉ. Điệp nói, có lẽ hân hạnh cho chúng tôi thì đúng hơn hoàng diệp nói em tưởng các cô gái bây giờ cũng nhiều cô thích văn chương và cảm các nghệ sĩ lắm đấy chứ chắc các anh muốn cho em vui lòng thì nói thế chứ trước em tất có nhiều cô đến thăm các anh rồi điệp bưng một chén nước đến đưa mời hoàng diệp diệp uống nước đi không tôi không nói dối diệp chúng tôi viết văn làm thơ có phải để cho tụi con gái cặp tóc xem đâu các cô bé ấy hiểu thế nào được văn chương cũng nhiều cô chắc là a dua muốn là một người tình của nghệ sĩ để có tên tuổi trong văn học sử mai sau hoặc có cái hy vọng được làm bà chủ salon văn học nên có ý muốn tìm đến với chúng tôi, song chúng tôi đều từ chối, không dám cho các cô ấy biết chỗ ở của mình. Xin lỗi Diệp nhé, con gái mà được một người như Diệp thì khó lắm. Các cô ấy mà đến, thấy nhà cửa thi sĩ chỉ là một căn gác xếp, đồ đạc rẻ tiền, quần áo của thi sĩ không sang trọng đầu thi sĩ không trải mượt và lưỡi của thi sĩ không biết uốn theo một chiều để nịnh hót các cô ấy. Lúc ra, các cô ấy sẽ nhổ bọt ngay và nói, úi cha, tưởng thế nào, tuấn nhấp một hơi chè tàu, rồi thêm vào một câu, thà để cho họ mơ ước. Họ đến gần mình họ sẽ coi thường mình đi, điệp nói đùa, những tiểu thư Hà Nội xin nhường để các công tử Hà Nội yêu. Chúng tôi không phải người của Hà Nội hoàng diệp cũng hỏi đùa các anh đương ở giữa hà nội thì các anh không phải là người của hà nội là gì không chúng tôi là người của thơ tuấn nói thêm và của chàng ngần ngừ không nói hết hoàng diệp đưa mắt hỏi và của ai sao anh không nói ngay đi có phải hôm ở nghĩa trang em đã xin nói hai anh được làm em hai anh hai anh phải coi em như một người em ruột thân yêu chứ đừng giấu em điều gì mới được tuấn đáp chúng tôi không giấu diệp điều gì đâu Chúng tôi rất vui mừng khi được Diệp coi như người anh. Chúng tôi là người của thơ, và của ai thì hẳn Hoàng Diệp cũng biết rồi. Hoàng Diệp trầm ngâm một lát rồi nói, em về có khoe với mẹ em câu chuyện gặp hai anh. Mẹ em bảo mời hai anh hôm nào tạnh giáo xuống chơi trại với mẹ em. Mẹ em là người đàn bà hiểu đời nên rất tự nhiên. Điệp hỏi, cái trại của nhà gọi là trại gì nhỉ? Trước kia là trại Hoàng Lan, nhưng từ ngày chị em mất đi thì đổi là trại Hoàng Diệp tên em. Ở giữa làng Mai Động, vâng, ở giữa làng, nhưng rất tiện, có thể đi xe vào đến tận cổng trại. Bây giờ trong trại chỉ có mẹ em và em với mấy người đầy tớ. Từ ngày chị em mất đi, trại càng vắng vẻ, mỗi lần nhớ đến chị em, mẹ em lại khóc thầm. Giá có các anh đến chơi thì mẹ em tất vui mừng lắm. Chị Lan em ngày trước thì ít giao thiệp với các bạn, còn em chỉ có mấy cô bạn gái thôi, chứ bạn dai em rất ghét và rất sợ. Nói đến đấy, nàng cười, sợ như các anh sợ đàn bà vậy. Các anh hẹn hôm nào xuống chơi nào? Tuấn đáp, Diệp vừa mới nói hôm nào tạnh giáo thôi. Mà các anh thì đoán trước thế nào được tiết rời thay đổi. Hoàng Diệp vô tình trông thấy chiếc kỷ gụ có bài vị và bắt hương liền hỏi. Ô kìa, hai anh thờ ai thế? Tuấn thong thả nói, còn thờ ai nữa? Điệp sợ Diệp không hiểu, nên nói thêm. Thờ Hoàng Lan đấy Diệp à? Diệp bùi ngùi cảm động, nhìn chăm chăm vào chiếc bài vị một lát rồi lắc đầu, các anh, các anh kỳ khôi quá, các anh trung tình ít có, nàng rơm rớm nước mắt, nói tiếp, chị tôi nào có đưa lại cho hai anh được cái gì? Biết vong hồn chị tôi có hiểu thấu nỗi lòng của hai anh không? Tuấn cũng cảm động, sao lại không? Hoàng Lan tất đã nhận những cảm tình của chúng tôi. Hoàng Lan đã cho chúng tôi được biết thế nào là một tình yêu cao khiết thiêng liêng và vĩnh viễn. Và lại chúng tôi được sung sướng rằng chẳng bao giờ Hoàng Lan còn phụ bạc chúng tôi như vậy là quá đủ hoàng diệp đến bên cạnh chỗ thờ hoàng lan mà nói để em phải thắp ba nén hương trước bài vị chị lan em mới được bài vị có những chữ nho gì thế này hả các anh điệp chạy đến bên yên tôi đọc cho diệp nghe nhé vương thị hoàng lan tự chinh thục linh vị mệnh trung thập tứ nhật trọng đông mậu dần thọ thập thất tuế hoàng diệp ngơ ngác hỏi nghĩa là thế nào anh cắt nghĩa cho em nghe với em có biết chữ nho đâu điệp liền cắt nghĩa, nghĩa là, chiếc bài vị thiêng liêng để thờ vương thị Hoàng Lan tên tự là Trinh Thục, mất ngày 14 tháng trọng đông năm mậu dần. Thọ được 17 tuổi, Hoàng Diệp lại ngơ ngác hơn, lạ nhỉ, sao các anh biết rõ thế, có gì là lạ, các anh biên đúng với tấm bia ở mộ Hoàng Lan đó thôi. Hoàng Diệp nhớ ra, nguyện miệng cười, em thật chẳng thông minh một tí nào, nói rồi nàng cầm lấy hương để sẵn đấy, rút ra ba nén, đánh diêm đốt lên mà cắm vào bát hương khói hương vẽ thành ba đường, dâm cao lên đến tận trần nhà, y như ba sợi lụa bò lòng thòng tư trên cao xuống. Bên ngoài, trời vẫn mưa gió, cái rét mướt vẫn đắc chí hoành hành. Cây hoàng lan đẫm nước vẫn vật vã rũ rượi như một người vợ trẻ khóc chồng. Ba người lẳng lặng nhìn nhau và cùng tưởng nhớ đến hoàng lan. Không khí trong căn gác lúc bấy giờ thật là lạnh lẽo và buồn, gần như thê thảm. Khói hương vẫn trễ nãi vươn cao lên, lâu lắm, điệp mới cất tiếng bảo hoàng diệp hôm nay diệp ở đây ăn cơm với chúng tôi thử ăn một bữa cơm xoàng của nhà thơ xem sao diệp còn ngần ngừ chưa nhận lời tuấn đã nói tiếp diệp cấm từ chối nếu muốn làm em gái chúng tôi em gái thì anh bảo phải nghe chứ điệp lại nói chịu khó ăn cơm rồi chúng tôi đọc thơ mà nghe chúng tôi còn bắt trước chàng tú uyên ngày xưa cúng cơm người trong tranh nữa kia cúng cơm người trong tranh là thế nào chàng tú uyên ngày xưa mua được một bức tranh mỹ nhân đem về treo ở nhà mỗi bữa cơm thì đem cúng và cầu nguyện người con gái trong tranh hiện về chúng tôi không có người trong tranh chỉ có người trong tưởng tượng chúng tôi mỗi bữa cũng cúng cơm hoàng lan nhưng không bao giờ dám mong ước hoàng lan hiện về tuấn nói với diệp hương sắp tàn rồi diệp thắp lên ba nén nữa đi hôm nay có diệp đến chơi với chúng tôi hoàng lan hẳn phải vui vẻ lắm hoàng diệp vừa thắp ba nén hương nữa vừa nói thật ra căn gác lúc này có bốn người bốn tấm linh hồn, Điệp nói thêm, bốn tấm linh hồn yêu nhau. Ở đời này có hai tấm linh hồn yêu nhau bằng một mối tình cao khiết và thiêng liêng kể cũng là khó. Huống chi ở đây lại có những bốn tấm linh hồn, chúng mình còn kiêng gì mà không nói rằng chúng mình là người sung sướng nhất. Ba người nhìn nhau im lặng, từng dòng khói hương xoắn suýt lấy nhau, bện chặt vào nhau thành một dòng. Bên ngoài, trời vẫn mưa, vẫn gió, vẫn rét nhưng những tấm lòng trong căn gác này bỗng thấy ấm áp hẳn lên, và tươi lên như một buổi sáng có nắng mới. Ấm và tươi bởi vì có nhau, trường cuối hai người điên giữa kinh thành Hà Nội, sáng hôm sau Hoàng Diệp đưa vào cho Điệp một chiếc áo len mà bảo, anh Điệp, anh thử mặc chiếc áo len này xem có vừa không, chiếc áo của chị Lan em ngày trước đấy, nghe đến tiếng Lan Điệp bỗng thấy ghê sợ và khó chịu, nhưng chàng cũng ngồi dậy, mỉm cười gượng gạo, đỡ lấy chiếc áo, màu lá mà đẹp đấy chứ anh Điệp nhỉ, Điệp gật đầu, Hoàng Diệp bỗng chăm chú nhìn vào mặt Điệp, rồi ngạc nhiên nàng hỏi, ô kìa, anh Điệp, sao trông anh hôm nay phờ phạc thế, mắt đỏ lên, anh khóc đó, Điệp phải nói dối, không, việc gì mà khóc, đêm qua không hiểu tại sao, mãi không ngủ được, nhìn lại đống tàn thư đêm qua, dài bừa bãi trên thềm nhà, Điệp thấy lòng mình giá bút và chua xót quá chừng. Hoàng Diệp lại dục kìa, anh mặc áo vào, xem có vừa không. Anh nghĩ gì thế? Điệp vừa sỏ tay vào áo vừa đáp. Tôi chả nghĩ gì cả. À, nhưng mà có tôi nghĩ. Tôi nghĩ đến Hoàng Lan. Nói đến tiếng Hoàng Lan, giọng Điệp bỗng thấp hẳn xuống và nghẹn ngào. Chiếc áo chật quá, không cài được huy. Điệp lại cởi ra đưa giả Hoàng Diệp. Người Hoàng Lan nhỏ quá. Tôi mặc sao vừa? Hoàng Diệp nói luôn. Thế có lẽ anh Tuấn mặc vừa. Người anh ấy nhỏ nhắn hơn anh. Còn anh, để em đan cho chiếc khác nhé. Dạo này rét xô sát đấy anh thích màu gì nào điệp chán nản đáp anh thích màu vàng hoàng diệp ngây thơ nói màu vàng có ý nghĩa không tốt anh ạ à. thôi để em lại mua thứ len màu lá mạ mà, như chiếc áo này anh bằng lòng chứ điệp lơ đãng gật đầu vì chàng vừa nghĩ đến mỗi năm gần đây mỗi lần trời trở rét là chàng buồn vì không có người đan tặng áo len vậy mà sao bây giờ chàng lại khổ sở đau đớn khi hoàng diệp hẹn đan áo cho chàng điệp nhớ có một lần vào đầu mùa lạnh năm nay chàng đã ngỏ ý không được ai tặng áo len cho tuấn nghe tuấn có nói lâu lắm rồi tao rất ghét mặc áo len đan vì áo len nào cũng do bàn tay đàn bà con gái đan ra cả điệp tự nhiên thấy ghê sợ hoàng lan vô cùng ghê sợ cả hoàng diệp nữa ghê như trước đây chàng đã ghê sợ tất cả đàn bà chàng lại thù giận hoàng lan là khác nữa tuy không biết rằng nàng có đáng thù giận hay không nhưng điệp coi như nàng đã phụ bạc đã làm hại cả cuộc đời Tuấn và chàng. Thật ra thì Hoàng Lan không đáng để chàng phải thù giận như vậy, vì Hoàng Lan không có tội gì với chàng. Trước khi chết nàng vẫn sống, nàng vẫn là cô gái 17 tuổi, nàng có thể yêu nhảm nhí được như tất cả cô gái 17 tuổi đương yêu. Nghĩa là nàng vẫn là một người thường, mà Tuấn và Điệp thì là những người điên, nhất định đi tìm cái hoàn toàn, cái vĩnh viễn ở tình yêu. Nhưng ở giữa thời đại xô bồ và tạm bợ này tìm đâu ra cái thứ tình yêu hoàn toàn, vĩnh viễn. Hai người đã thi vị hóa một nấm mổ, thi vị hóa một linh hồn, để tự cấy vào lòng mình cái tin tưởng rằng tấm linh hồn có cái tên khắc vào chiếc bia trồng trên mộ ấy là trong sạch hoàn toàn, có thể yêu thương đời đời. Vậy mà cũng không xong, thấy tiếng nói của Hoàng Diệp ở nhà ngoài, Điệp mới biết là nàng đã ra khỏi phòng tự lúc nào. Chàng nhìn quanh phòng, sợ hãi lo lắng như con thú dữ nhìn cái cụi sắt đương nhốt nó. Cái phòng bây giờ chỉ là một cái nhà giam, hơn nữa một cái nhà mù, mà chàng là một kẻ đương bị chôn sống. Điệp cắn chặt hai hàm răng vào nhau, nước mắt ứa ra, và rít lên. Rời ơi, đến thế này thì tôi còn sống làm sao được? Hở rời, chàng buồn lắm, hai hôm sau Tuấn mới ở nhà quê lên, chợt trông thấy bạn, Điệp suýt khóc. Chàng phân vân không biết có nên nói cho Tuấn câu chuyện ấy không? khi thấy Tuấn vẫn kính cẩn thắp ba nén hương trước bài vị Hoàng Lan. Tấm bài vị mà từ đêm ấy Điệp không thấy cái gì là thiêng liêng nữa, bởi vì thiêng liêng đã chết ở lòng chàng. Lúc ấy vào buổi chiều, Điệp bảo Tuấn, chiều nay đừng ăn cơm nhà nữa, chúng ta đi chơi. Tuấn vô tình hỏi, đi chơi không, hay có chuyện gì? Điệp đáp tránh đi, uống rượu, đi uống rượu, đã lâu nay mình không được hưởng cây thú say xưa trong tiểu quán. Để rồi làm gì, để làm gì thì làm hai người đi bộ đến ngã tư trung hiền vừa kịp chuyến xe điện lên hà nội trên xe điện điệp bỗng gặp dung người cô đầu ở khâm thiên nhân tình trạng khi trước điệp hỏi dung vẫn ở đấy chứ dung đã vâng đã lâu lắm không thấy các anh xuống chơi chắc anh điệp lại có người rồi chứ gì đến chợ hôm dung chào hai người bước xuống điệp nắm chặt lấy cổ tay nàng như người cầu cứu không chừng tối nay các anh đến hát nhà em lên đến bờ hồ hai người xuống xe đi loanh quanh mãi rồi mới đến một hiệu cao lâu ở hàng buồng lên tầng lầu ba vào buồng riêng gọi lấy rượu và thứ nhắm trong bữa rượu tuấn toàn nói chuyện yêu đương hoàng lan điệp rất khổ tâm về chỗ đó chàng nghĩ mãi không biết có nên nói cho tuấn rõ câu chuyện kia không chàng vẫn phải chiều bạn mà nói những câu yêu đương dối với lòng mình nói rõ thì nguy hiểm quá có ai đang tâm đi cắt đứt mầm tin tưởng cuối cùng của một người bạn thân thiết bao giờ điệp cho đó là một tội ác nhưng không nói ra có khác gì bạn đương chết đuối dưới sông mà chàng khoanh tay đứng trên bờ không cứu chàng nghĩ tội nghiệp cho Tuấn lắm Tuấn giờ như một người thông manh lại tưởng đôi mắt mình là trong sáng nhất chống gậy lần đi trên con đường xuống âm phủ mà bảo lối đó là lối lên thiên đường Tuấn đương bị người ta lừa đảo không chàng phải nói chàng tất phải nói chàng không thể để yên thế được chàng phải nói phải nói Tuấn ơi, Điệp có một câu chuyện quan hệ muốn nói với Tuấn. Tuấn bỗng thất sắc đi, trợn mắt hỏi, chuyện gì, chuyện gì, biết mà, từ chiều đến giờ tôi thấy tính tình Điệp khác thường lắm. Chuyện gì thế hở Điệp, Điệp bị hỏi dồn dập nên lúng túng như người bị nghẽn và ngõ cụt, chàng lại thành ra do dự, không biết có nên nói hay không. Thấy Điệp mãi không nói, Tuấn lấy làm lạ, chàng giàn mạnh chén rượu xuống bàn tha thiết, Điệp ơi, Điệp có điều gì phải giấu Tuấn thế điệp không còn cho tuấn là người bạn thân nhất đời của điệp nữa sao điệp cảm động không dám nhìn thẳng vào mặt tuấn chàng uống một hơi hết chén rượu và thấy lòng nao lên cộn lên dâm lên ứ lên một niềm đau đớn vô biên người bạn thân nhất đời của chàng vậy thì làm thế nào bây giờ nói hay không nói nói ra cũng khổ mà không nói ra cũng khổ tuấn lúc ấy điệp đã say lại xúc động mạnh quá chàng chỉ kịp gọi tuấn rồi gục xuống bàn khóc nức lên Mỗi lúc tiếng nức nở một to, Điệp nhận thấy tất cả những thê lương của cuộc đời chàng từ nay mà đi. Thôi, còn gì nữa, chẳng còn gì nữa, một tâm hồn cô quạnh trải qua thời kỳ đầm ấm, lại càng thấy cô quạnh thêm lên, lòng hoang mang, Điệp ghê sợ càng nghĩ ngợi, chàng không dám nghĩ gì thêm nữa. Trước mắt chàng hiện ra một bầu không khí vàng khè, trong đó bày một chiếc khay đèn thuốc phiện, ngọn đèn dầu lạc tỏ quá phao đèn đầy âm ấp những dầu nằm ngoan ngoãn. Bên cạnh đèn là một hộp thuốc phiền còn đầy, chung quanh khay rất nhiều con gái nằm quê quần. Điệp nhận thấy nét mặt họ quen quen, à, thôi phải rồi, những cô gái giang hồ mà chàng đã ôm ấp hồi trước, một đêm hay nhiều đêm. Điệp thấy cả Điệp ở trong bọn đó, chàng đương nằm trong chăn bông ấm, hai tay siết chặt rung, người tình nhân. Cái cảnh ấy, chàng thấy thèm khát lắm, Tuấn lại sát cạnh chàng cúi xuống thân mật hỏi bằng một giọng đầy thương hại. Sao Điệp khóc, Điệp nói đi, nói cho Tuấn biết với. Sao Điệp khóc, hay Điệp muốn gì, Điệp muốn trả lời ngay rằng chẳng muốn đi hát, đi hút. Song Tuấn chỉ thấy chàng vẫn không ngừng mặt lên, vẫn nức nở, và lắc đầu. Tự nhiên Tuấn cũng lắc đầu theo và thở dài, bên ngoài rời bỗng rào rào đổ mưa to, ào ào nổi gió lớn. Lại rét, viết xong tại Khâm Thiên các ngày mùng 9, tháng 9, năm canh thìn nguyễn bính